Hello, Dậm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nói về con rể và mẹ vợ. Con rể lực lưỡng dụ bà mẹ vợ tên ái giữa đêm khuya ngay tại bụi chuối sau hè. Cái kết tôi nói cực thốn lên lớp luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe cái câu chuyện này ha. Thì bà mẹ vợ tới nái này, bà lại rất là đẹp và bà khờ nữa. Và tại sao lại có cái kết lên lớp và đã làm gì? Thì mến mời quý vị cùng lắng nghe ha. Con rể và mẹ vợ là một cái đề tài cũng ít người chia sẻ lắm, bởi vì mỗi một cái câu chuyện sẽ mang những cái cốt truyện khác nhau. Nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết trơn, cho nên con rể và mẹ vợ cũng không ngoại lệ quý vị ơi. Và câu chuyện như thế này, mến mời quý vị cùng lắng nghe ha. Thì có một cái anh chàng này, ảnh cũng mới lấy vợ được khoảng chừng năm thôi. Ảnh lúc mà vợ ảnh mới vừa sanh em bé đó, 9 tháng 10 ngày là đã phải kiêng cữ đủ thứ hết. Bây giờ sanh em bé xong rồi thì cũng phải kiêng cữ nữa. Trời đất ơi, kiêng gì mà kiêng hoài, chịu không nổi luôn vậy đó. Nhưng mà cũng phải chịu trận chứ sao giờ. Tại vì thương vợ thương con mà, cho nên phải chịu hết tất cả mọi thứ. Đàn ông khổ lắm quý vị ơi. Cho nên là anh này á, anh ước mơ, tao nói một ngày nào đó mình có thể về quê mình ấy bà mẹ vợ một cái coi làm sao. Ước mơ thì chỉ ước mơ vậy thôi, chứ cũng không có dám mơ ước gì hơn. Thì nào ngờ đâu là cô vợ cổ mới kêu anh chồng lại bữa hôm đó. Anh ơi, em mới vừa sanh con, em định là anh chở em với con về quê đi, có gì má em là tiện chăm sóc cho em luôn, rồi anh cũng tiện nữa, giặt đồ ủi đồ thì cũng có má chăm sóc thì cũng đỡ hơn, chứ giờ em cũng mệt mỏi quá em làm không nổi. Thì anh chồng nghe thì anh chồng như là trúng số, nghe có phái quá, nói anh tính trong đầu anh sao biết, anh nói ồ em nói gì có lý đó, ok vậy bây giờ mình về quê liền đi em. Hai vợ chồng tôi nói bắt chiếc xe về quê liền lập tức luôn. Vừa về quê thì bà mẹ vợ thấy mừng quá trời, thấy con gái cháu ngoại về rồi con gửi về mừng quá. Bà mẹ vợ năm nay tôi nói mới có nhiêu đâu, trẻ măng à, tôi nói hồi xưng mà bà này bà tới nái dữ lắm luôn. Cho nên là cái anh chàng con rể mới nói mẹ ơi, con định là về để ở với vợ con ít hôm, ít tháng, ít ngày. Tại vì vợ con chừng nào nó cứng cáp rồi con mới lên Sài Gòn. Chứ bây giờ công việc của con cũng xin nghỉ phép rồi, tại vợ con đâu con ở đó hả. Thì bà mẹ vợ bấm nói trời ơi kệ đi con, thì giờ cũng ở tới đâu ở à, chứ mẹ cũng có nói gì đâu, yên tâm đi, cứ coi nhà mình vậy đó. Anh chàng con rể này đấy bà mẹ vợ lâu rồi, đấy lâu rồi. Bữa nay có dịp về dưới quê, tao nói không khí nó mát trong lành nữa. Thì ảnh mới suy nghĩ hết kế hoạch này tới kế hoạch kia, coi cái kế hoạch nào là nó hoàn hảo nhất. Thì thường ngày là bà mẹ vợ này bà giặt đồ. Thì tối hôm đó đó là trời đẹp mà có trăng nữa, trăng mà tròn mà sáng dữ lắm luôn. Thì tối hôm đó 12 giờ đêm hay cũng khoảng giữa đêm á, thì bà mẹ vợ mới đem hết quần áo đồ ra mé xong ngồi giặt đồ. Thì anh chàng con rể bữa nay ngủ không được, lăn qua lăn lại khó ngủ quá, mới đi ra đi theo coi bà mẹ vợ làm gì. Thì thấy bà đang giặt đồ mà ánh trăng nó chiếu xuống, tao nói trăng nó sáng dễ sợ luôn. Cái anh mới nghĩ kế hoạch, anh mới chạy vô, anh lấy cái lọ sơn bảy màu mà anh mua ngoài chợ á, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu đen, lum la. Anh lấy gà, anh lấy chiếc chuối của anh gà, anh sơn cái đầu màu đỏ, cái mình màu vàng, cái thân màu xanh độc chuối, màu xanh lá cây, màu hồng, màu tùm lum hết á. Tao nói giống y như là con chim bảy màu sặc sỡ vậy đó. Sơn xong xuôi rồi anh mới chui vào bụi chuối, anh núp trong đó. Thì bà mẹ vợ bả giặt đồ xong xuôi trơn rồi thì bả chuẩn bị, bả bưng thau đồ vô để bả chuẩn bị phơi á. Thì bà lại gần cái bụi chuối thì bà nghe cái tiếng sột soạt làm như có ai đứng núp ở trong á. Cái bà mới nghi, bà mới la lên, ơ giờ này khuya đêm khuya đứa nào núp ở trong đó vậy, ra đây đứng nói là tao la lên rồi cho mấy mọi người dân lại tao quánh thấy bà bây giờ. Thì bắt đầu cái anh chàng con rể mới nói dạ con nè mẹ ơi. Bà mẹ vợ giật mình mới nói trời ơi bay hả, sao giờ này không vô ngủ vợ con đi mà đứng trong bụi chuối này, tao nói rắn dữ lắm đó nha. Con có chuyện này con muốn nhờ mẹ giúp con một chuyện. Thì anh chàng con rể nói vậy thì bà mẹ vợ mới đi lại gần bụi chuối.
Thì bà mới hỏi bay muốn giúp chuyện gì. Dạ chẳng giấu gì mẹ, lúc mà vợ con á, nó có bầu á, cái tới lúc mà nó sanh em bé á, là hai vợ chồng con có nuôi một con chim bể màu. Vậy hả? Ừ, rồi sao nữa, bay muốn con giúp chuyện gì? Dạ thì từ hồi mà vợ con sanh em bé tới giờ á, trời ơi, nó không cho con chim bể màu này ăn, mà nó không tắm, không chăm sóc gì hết trơn trời. Đến nỗi mà nó đói bụng, nó gần chết rồi mẹ ơi. Thì bà mẹ vợ mới nói, vậy hả? Trời ơi, tội nghiệp nó vậy, sao tụi bay không cho nó ăn đi? Dạ thì con đâu có đồ ăn đâu mà không cho nó ăn. Bây giờ mẹ thương con, mẹ giúp con đi, mẹ cho nó ăn, chứ nếu không là chỉ có mẹ mới có thể giúp thôi. Nếu không là nó chết là vợ con buồn lắm đó. Vợ con chưa có biết, vợ con biết là nó đói bụng nó chết là vợ con buồn lắm. Nếu mà vợ con biết mẹ cho nó ăn mà cứu sống nó là vợ con thương mẹ dữ lắm luôn. Mẹ giúp vợ con cũng như giống như là giúp con vậy đó, giống như mình xây 10 cái chùa vậy đó, tại mình cứu một mạng người đó mẹ. Thì bà mẹ vợ mới nghe mà cũng có lý. Thằng này nó nói chuyện cũng đạo đức, đồ thương thú vật, đồ cũng thương quá. Thì bà mới nói, ừ vậy thì thôi tụi bay coi, tôi coi thứ nó ra làm sao mà nó gần chết vậy, tôi coi coi. Thì anh chàng này ảnh mới đưa cho coi. Thì lúc mà đưa thì tối thui thù lùi, trong cái bụi chuối tối thui thì nó xỉu vậy nè. Cái bà mới cầm lên nó, trời ơi sao nó xỉu vậy mà nó màu sắc xanh đỏ tiếp vàng tùm lum tùm la, cầm lên nó xỉu. Cái bà mới nói, trời ơi tôi phải cho nó ăn đi, nó gần chết đói kìa, nó xỉu rồi kìa. Thì đó con nói mẹ là mẹ phải cho nó ăn chứ nó không, nó chết đói à. Giờ mình cho ăn làm sao con? Bây giờ con nói làm sao thì mẹ làm y gan vậy nghe không? Thì bà này bà đẹp, mà có cái bà tới nái, bà khờ nữa. Ai nói gì bà cũng tin. Mà anh chàng con rể nói thì bà lại càng tin nữa. Cho nên là anh nói làm sao thì bà là, mày tụi bay nói làm sao thì tao làm vậy chứ tao đâu biết cho nó ăn làm sao đâu. Thì anh mới chỉ bà, ông mần bà mẹ vợ trong cái bụi chuối. Thì xong xuôi, ăn xong xuôi rồi thì bắt đầu là anh chàng con rể là chuẩn bị là nói là nó ăn no rồi. Thì bà bây giờ bà quay qua bà coi nó ăn no chưa. Ai về đâu là tao nói cái miệng của nó toàn là nước cơm nè, tao nói cháo hay là sữa ông thọ gì biết nữa. Tao nói tội nghiệp ơi luôn. Cái bà mới nói, trời sao nó ói ra mà toàn là đồ ăn không vậy con, hay là mình cho nó ăn lợi thêm lần nữa đi. Thì anh chàng con rể mới hiểu, thấy bà vợ này bà khờ quá, tội nghiệp quá. Ảnh mới nói, thôi mẹ ơi, giờ tối rồi chắc con cũng sợ đi, có rắn đồ lắm nó cắn, tội nghiệp lắm. Thôi con đi ngủ nha mẹ, tối rồi, có gì ngày mai mình cho nó ăn tiếp nha. Thì ảnh cũng lo lắng trong bụng, biết cái bà này bà khờ gì, bà có mét với vợ mình không, tại vợ dữ lắm. Nếu mà mét một cái là mình chết với ông vợ luôn. Thì sáng mai thì cái bà này, bà cũng tâm sự với đứa con gái bà. Đứa con gái thấy bà mẹ mình sao bữa nay cứ ngồi thẫn thơ mà ngưng ngơ mà suy nghĩ về cái gì á. Thì đứa con gái mới hỏi, ủa mẹ có chuyện vui hay chuyện buồn gì mẹ có vô nghe đi, sao bữa nay con thấy mặt mẹ tâm sự nhiều quá vậy. Thì bà mới thấy, bà mới suy nghĩ xong bà hỏi, ủa con sao mà mẹ thấy con có nuôi chim bể màu mà nó đẹp quá, nó đủ thứ màu xanh màu đỏ màu vàng, mà sao con cho nó ăn để nó chết đói vậy. Cũng hên hôm qua thằng con rể nó đưa cho mẹ coi đó, chứ không thôi là nó chết rồi con ơi. Rồi mà sao mẹ thắc mắc, sao mà mẹ cho nó ăn xong rồi nó ói toàn nước cơm nước cháo không con ơi. Thì bắt đầu là bà mới suy nghĩ, bà nói vậy thì cái cô gái này cũng mới giật mình, của nó, trời chim bể màu nào, con đâu có nuôi chim bể màu nào đâu. Cái giác quan thứ 6 người phụ nữ thì cho biết được là có cái gì đó sai sai nè. Thì sau suy nghĩ một hồi thì thấy, trời đất ơi mẹ ơi, mẹ bị ảnh gạt rồi. Trời ơi, ông mận mẹ trong buổi chú mẹ không biết nữa. Trời ơi trời, cái thằng chồng của tôi đâu rồi? Trời ơi trời, bữa nay ông tới số với tôi rồi, bữa nay tôi sẽ cho ông biết tay nè. Bà nội cha nữa, thằng chồng của tôi đâu rồi? Thì chồng nghe xong sợ quá, chạy ra nó lật đật chạy té xuống mương rồi bơi lên, đi lên bờ, té lên té xuống, sợ vợ biết được là chết rồi, vợ mình không biết rồi, chết rồi, giờ sao đây. Thì đây là cũng là cái câu chuyện mang tính chất kể chuyện tiếu lâm vui thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.